Nay mọi người có thấy điều gì đặc biệt không ạ? Làm gì có người review công nghệ nào tự nhiên lên sản phẩm để review mà trên tay lại không cầm bất cứ thứ gì giống như tôi. Tôi vừa mới trải qua một cái đêm kinh hoàng các bạn ạ. Mọi người chắc chắn là cũng biết là vừa mới trải qua một cái sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nhà Samsung rồi đúng không? Mình thì mình đang rất là trông ngóng chờ đợi mỏi mòn cái sản phẩm Galaxy S23 Ultra lắm, nhưng mà thật sự là năm nay có vẻ là spotlight sẽ được chiếm trọn bởi hai sản phẩm, đó là Galaxy S23 và S23 Plus rồi. Vì bởi vì năm nay thật sự là mình rất bất ngờ với những cái trang bị mà hai sản phẩm thường năm nay được có nhé. Đầu tiên là con chip Snapdragon 8 Gen 2 là còn là phiên bản rất đặc biệt luôn, thì có thể là nó sẽ tối ưu hơn rất nhiều những cái sản phẩm cùng phân khúc mà sở hữu con chip này. Thứ hai đó là cảm biến camera của S23 thì năm nay được nâng tới với độ phân giải 50 megapixel, thì thật sự là hướng đến một cái phân khúc tầm trung, một cái giá cũng tầm trung thôi, nhưng mà những cái trang bị này rất đặc biệt luôn, để có thể là chắc là upsell cho sản phẩm Galaxy S23 Ultra. Và cụ thể như thế nào, review nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với thiết kế với kích thước nhỏ gọn vừa đủ lớn, với cái tỷ lệ màn hình được cho là một cái tỷ lệ màn hình mà tốt nhất để có thể tối ưu cho máy. Rất nhiều các dòng sản phẩm điện thoại bây giờ sở hữu cái tỷ lệ màn hình này. Viền phẳng rất đẹp, có thêm hai màu mới đó là màu hồng nhạt và màu xanh rêu nhạt thì phải. Và đặc biệt là về thiết kế thì mình sẽ nhận ra một cái điểm rất đặc biệt, đó là khi mà chúng ta che cái cam đi thì cái cạnh viền ngay lập tức sẽ biến thành chiếc iPhone 11. Tiếp theo đó là phần cấu hình. Cấu hình năm nay không hề kém như những bản line của dòng khác, mà vẫn sẽ có một số những trang bị của dòng flagship, ví dụ như là con chip Snapdragon 8 Gen 2 phiên bản dành cho For Galaxy. Dành riêng cho Galaxy thì đương nhiên nó sẽ có khả năng tối ưu cao hơn như mình vừa nói bạn nãy rồi. Với cái việc mà bo viền như trên dòng sản phẩm thường của năm nay thì mình nghĩ là cái trải nghiệm cầm nắm của chúng ta nó sẽ dễ chịu hơn so với phiên bản Galaxy S23 Ultra. Thì bởi vì là hiện tại là mình cũng chưa cầm ở trên tay, cho nên là theo như hình ảnh mà xem được cũng như là cái cạnh viền, và bởi vì nó na ná cái sản phẩm S22 Ultra năm ngoái, cho nên mình cũng sẽ suy ra được là cái việc cầm nắm nó sẽ hơi bị cấn tay, cũng như là cái việc nó sẽ bị to ra ở cái bề ngang ấy. Thì mình nghĩ là sản phẩm S23 thường hoặc S23 Plus thì cái việc trải nghiệm cầm nắm chúng ta sẽ dễ chịu hơn, với kích thước màn hình tỷ lệ nó bé hơn để có thể dễ dàng sử dụng hơn. Về cái con chip này thì không biết là nó có thật sự là tối ưu hay không, hay là có thể phát hết được toàn bộ những cái công năng, phát huy được những cái công năng toàn bộ của con chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy hay không. Thì mình nghĩ là sẽ có một ngày nào đó mà chúng ta sẽ lên video với chiếc điện thoại Galaxy S23 ở trên tay tôi, và khi đó thì chúng ta sẽ đánh giá thật là rõ ràng hơn. Và bây giờ để đợi thì mọi người hãy like và subscribe để chúng ta sẽ chờ đợi một ngày nào đó cầm ở trên tay và chúng ta sẽ cùng review thật là chi tiết hơn nữa nhá. Về khả năng tiêu thụ pin của con này thì mình thấy đa số các dòng thường đều giữ được pin tốt hơn là những cái dòng khác, cũng như là cái việc mà mình sạc nó cũng sẽ nhanh hơn. Chưa kể là việc năm nay này sẽ được sở hữu thêm một con chip Snapdragon 8 Gen 2 là một con chip khá là tối ưu, cả về độ nóng thì sẽ không nóng như là bản Gen 1, cũng như là nó sẽ tối ưu pin nó tốt hơn. Năm nay là còn được tăng thêm là 200 mAh so với bản cũ nữa. Theo thông tin mà Samsung Galaxy đưa ra thì Galaxy S23 sẽ có pin là 3900 mAh và Galaxy S23 Plus sẽ có mức pin là 4700 mAh. Đây là sản phẩm được tối ưu cái thời lượng pin sử dụng, và thậm chí là nó có thể kéo dài cái thời gian phát video của chúng ta lên đến tầm khoảng 22 giờ ở trên phiên bản S23 thường, và lên tới 27 giờ đàm thoại ở trên sản phẩm Galaxy S23 Plus cơ. Về camera thì trên hai dòng sản phẩm này của chúng ta sẽ sở hữu 4 camera, 3 camera sau và 1 camera selfie đằng trước, với độ phân giải là từ 12 megapixel cho đến 50 megapixel, và chưa kể là sẽ được tối ưu thêm cho những cái việc mà chúng ta chụp ảnh chiếu sáng vào ban đêm này, hay là quay video chân dung nhưng mà vào ban đêm luôn, thì cũng sẽ cho những cái trải nghiệm khá là mới mẻ ở trên dòng thường mà khó những cái sản phẩm nào khác cùng phân khúc có được. Nếu mà bây giờ đem ra mà so sánh thử với phiên bản Xiaomi đi, chúng ta sẽ có hai con Xiaomi gần như mới nhất bây giờ là Xiaomi 12T và Xiaomi 12T Pro. Thì phiên bản 12T Pro mọi người biết rồi, camera độ phân giải là 200 MP các thứ, nhưng mà phiên bản thường thì chưa chắc đã nó đã có được những cái trang bị mà được ưu ái như năm nay đối với dòng Galaxy, cho nên là chúng ta sẽ thấy là nếu mà để cân nhắc mua ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là mình đang dành chọn cái spotlight nhiều hơn cho hai phiên bản thường và phiên bản S23 Plus. Và hiện tại là đang định quay và đóng máy xong rồi thì mình có nghe được một thông tin đến từ Oneway, đó là khi mà chúng ta đặt hàng trước sản phẩm S23 tại Oneway thì sẽ trực tiếp được giảm luôn 3 triệu đồng, chưa bao gồm thu cũ đổi mới trợ giá lên tới 2,5 triệu nha. Và nếu như các bạn là khách hàng thân thiết thì có thể được giảm giá lên tới 1.100.000 đồng. Và nếu như các bạn lại đặt và mua hàng trong tháng 2 này nữa thì sẽ được sở hữu thêm một cái ưu đãi nữa, đó là ưu đãi giảm giá 500.000 đồng. Và chưa kể nếu chúng ta đặt hàng thì sẽ được hưởng cái quyền lợi, ví dụ như là giảm
40% cho gói bảo hành Samsung Care Plus. Khi mua sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Samsung thì sẽ được giảm trực tiếp thêm 50% cho các cái phụ kiện chính hãng của Samsung đấy nữa. Thì thật sự là quá lời luôn, là một bài toán kinh tế để chi rất là phù hợp luôn. Cho nên mọi người có thể cân đối năm nay về hai sản phẩm thường và dòng sản phẩm Plus nhá. Còn sản phẩm Ultra thì mình nghĩ là chắc một ngày nào đó mình sẽ cầm ở trên tay và chúng ta sẽ đánh giá thật là cụ thể. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.